Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Couple TX sang iPhone XS Max ngày hôm nay. Vừa mới bước vào thôi là Vân Anh đã thấy lượt view của chúng ta đã được 376 lượt xem. Một con số mà chưa từng bao giờ mà Vân Anh dẫn chương trình mà có một cái con số livestream cực kỳ khủng như thế này. Chứng tỏ là mọi người đang rất quan tâm đến giải thưởng ngày hôm nay đúng không ạ? Ngày hôm nay ngày cuối cùng của chúng ta, một ngày vô cùng đặc biệt để biết được ai sẽ là chủ nhân sở hữu chiếc iPhone XS Max vô cùng giá trị. Đây là hàng chính hãng từ FPT Shop nha mọi người. Ai muốn chiếc iPhone XS Max này nào? Comment giúp Vân Anh nha. Ngày nào cũng phải cầm giới thiệu mà tiếc đứt ruột luôn. Ngày hôm nay chắc là phải trao lại cho một bạn khách hàng. Bạn đó sẽ xứng đáng và may mắn hơn để mang về giải thưởng này. Những bạn nào đã mua hóa đơn 300.000 đồng sẽ mang về một mã dự thưởng. Hóa đơn 600.000 đồng sẽ được hai mã dự thưởng. Hóa đơn 900.000 sẽ được 3 mã dự thưởng. Nói chung mua càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Bây giờ tạm thời mình đặt chiếc iPhone XS Max này quay trở về vị trí cũ. Chỉ được ngắm thôi chứ không có được đập hộp ra. Lát nữa là đập hộp tại chỗ luôn nha. Bây giờ đã được 376 lượt xem. Tăng view quá nhiều, quà phải nhiều nha. Chắc chắn Nguyễn Kiều ngày hôm nay quà cực kỳ nhiều, cực kỳ hấp dẫn luôn. Cho nên ngay bây giờ các bạn nhanh chóng share livestream này, tag bạn bè của mình vào xem thật là nhiều luôn. Ngày hôm nay nha, chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà. Đó chính là những sản phẩm trên sào đồ này đây. Bình thường những cái livestream trước thì chúng ta chỉ tặng voucher mua sắm. Ngày hôm nay là bây giờ mọi người thích cái gì ở đây là Vân Anh đem ra, Vân Anh tặng hết. Tất cả những sản phẩm ở đây có bao nhiêu đem tặng hết luôn. Mọi người thích không ạ? Bây giờ mọi người phải share thật nhiều. Hello Lê Vi, hello Diệu Giang, hello Thúy Diễm, hello Diễm Chi. Quá trời bạn đã tag rất là nhiều người bạn của mình vào. Các bạn hãy share thật nhiều lên. Bây giờ đã được 387 lượt xem rồi. Không biết được 400 lượt xem không? Nếu như được 400 lượt xem là Vân Anh sẽ đến với câu hỏi mini game đầu tiên. Và phần thưởng trong mini game này Vân Anh sẽ dành tặng. Mọi người muốn phần quà gì đây ạ? Muốn phần quà gì thì comment cho Vân Anh biết nha. Vân Anh sẽ lựa phần quà mọi người comment nhiều nhất, lấy cái đó ra tặng cho mọi người nha. Phần quà đầu tiên chắc là Vân Anh sẽ tặng một chiếc áo khoác này đi. Một chiếc áo khoác dù. Sản phẩm này hồi lúc thì Vân Anh cũng đã mặc trong cái buổi live cách đây 2-3 ngày trước. Sản phẩm áo khoác có mã là OW1101D. Hình như là áo khoác OWY1010. Chính xác là vậy. Với chiếc áo khoác này đó nha, lát nữa là mọi người sẽ được thấy là người mẫu mặc thực sự như thế nào. Bây giờ Vân Anh cầm giới thiệu cho mọi người thôi. Đây là chiếc khóa kéo của chúng ta, bên trong là có cả một lớp lót lưới như thế này, giúp thấm hút mồ hôi. Màu sắc rất là hiện đại như thế này. Khóa kéo thì như mọi người thấy lúc nào cũng phải Couple TX, rất là chất lượng nha. Khóa kéo kéo một phát là xuống luôn chứ không phải là bị tắt hay là bị vướng giống như những cái chiếc áo khoác khác. Ô đẹp quá, tạm thời cất vào đây. Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác này trong phần mini game đầu tiên. Muốn tham dự mini game thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần share livestream này về tường của mình nè, tag 5 người bạn của mình cùng với câu trả lời. Bạn nào đưa ra câu trả lời đúng nhất và sớm nhất thì bạn đó sẽ nhận về chiếc áo khoác này của chương trình. Hiện tại thì livestream của chúng tôi được live trực tiếp trên hai fanpage. Đầu tiên là trang fanpage của Couple TX, thứ hai là trên trang fanpage của Eva. Cho nên một lần nữa thì cho phép Vân Anh xin chào tất cả những bạn khán giả đang theo dõi trên livestream của Eva nha. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với câu hỏi mini game đầu tiên. Không biết là các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh nha. 390 lượt xem và tuyệt vời quá mọi người ơi. Ai cũng thích áo khoác hết. Thúy Lê cũng thích áo khoác, Phương Hồng Trần cũng thích nè, Ngọc Lý cũng thích luôn, Trung Tuấn Trần, Kiều Linh, Lan Lê, Kiên Trung Phạm, Thanh Trúc nữa nè, Tâm Nguyễn. Ôi hơn 400 lượt xem, một con số vô cùng tuyệt vời luôn mọi người à. MC mặc áo khoác cũng đẹp. Áo khoác này đẹp lắm mọi người, mà còn phối hợp chung với cái nón cùng màu nữa cho nên nhìn mới cá tính. Thật ra là đồ nào cũng như nhau, quan trọng là nếu như chúng ta biết phối hợp tinh tế một tí xíu là đồ trở nên chất hẳn. 401 lượt xem rồi, sẵn sàng chưa mọi người ơi? Sẵn sàng xe nhiều hơn. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên thì ngày hôm nay tại livestream của chúng ta rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ được gặp gỡ hai bạn được mời tới đây trong livestream của Couple TX. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai bạn người mẫu sẽ tiến ra đây để cùng giao lưu với tất cả mọi người nha. Hello. Chắc phải nhón lên. Sao cảm giác bị hụt hẫng chiều cao quá. Tự giới thiệu về bản thân mình đi à. Chào các vị khán giả đang xem chương trình. Mình là Tuyết Như và Tuyết mình Như. 23 tuổi, hiện tại mình đang là người mẫu tự do. Tuyết Như 23 tuổi, dòng sản phẩm Couple TX hầu như là những dòng sản phẩm hướng đến độ tuổi của Tuyết Như rất là nhiều luôn. Còn bạn nam kế bên? Xin chào, mình tên là Đỗ Hoàng. Đỗ Hoàng. Hiện tại mình 23 tuổi và đang làm designer và người mẫu.
designer và người mẫu, hai bạn mẫu của chúng ta ngoài đẹp ra, nhưng mà người ta bảo là người đẹp nhờ lụa, đúng không? Nhờ mặc đồ của couple TX mới đẹp như vậy. Đây là chiếc áo khoác mà hồi nãy Vân Anh giới thiệu cho mọi người. Chiếc áo khoác này mình sẽ dành tặng trong cái phần mini game lát nữa đây nha. Bạn nào trả lời đúng câu hỏi của chương trình là Vân Anh dành tặng luôn chiếc áo khoác đỏ này. Có hai màu, có thể mặc đồ đôi cũng được. Ví dụ bạn nữ mặc đỏ, màu đỏ thì bạn nam có thể phối màu xanh lá. Ngoài ra còn rất là nhiều màu khác nhau. Trời ơi, trong tình cảm ghê không? Nón cũng vậy nữa, chúng ta có thể phối thêm nón. Bên trong là chiếc áo khoa thun của bộ sưu tập Take My Hand với họa tiết đúng sưu tập mùa hè bây giờ luôn. Phối với chân váy, phối với quần jean đã tạo thành một bộ đồ vô cùng cá tính à. Đó, bạn nào muốn áo khoác giống như hai bạn mẫu này thì comment áo khoác nha. Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác này dành cho bạn nào trả lời đúng nhất và sớm nhất câu hỏi đầu tiên của chương trình. Sẵn sàng chưa ạ? Hello Tuyết Như, mọi người chào Tuyết Như kìa. Hello. Hello Hoàng nữa kìa, đó. Tuyết Như với Hoàng xe livestream về chưa? Xe chưa? Share. Lát nữa về phải xe thêm 10 hội nhóm nữa nha. Rồi bây giờ mình vào bên trong mình xe tiếp đi. Xe thật nhiều hội nhóm để mọi người có thể biết tới livestream này của Couple TX ngày đặc biệt nha. Rồi xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Lát nữa chúng ta sẽ được gặp gỡ là hai bạn mẫu này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại chiếc áo khoác với câu hỏi đầu tiên. Chiếc áo khoác này có rất là nhiều màu đây. Màu vàng nè, màu đỏ nè nha, màu xanh lá, có hai size cho nam và nữ. Màu xanh dương. Đây, màu nào cũng xinh hết. Rồi, câu hỏi đầu tiên như sau. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ đã được 423 lượt xem rồi. Quá tuyệt vời. Câu hỏi đầu tiên như sau. Sẵn sàng chưa ạ? Dòng hàng T-Art là dự án hợp tác với đáp án A, ca sĩ. Đáp án B, họa sĩ. Đáp án C là bác sĩ. Mọi người comment rõ đáp án của mình ra nha. Không được chọn đáp án A, B, C đâu mà phải ghi rõ đáp án của mình ra. Đồng thời là phải tag 5 người bạn của mình vào, share livestream nữa. Dòng hàng T-Art là dự án kết hợp với ai? Đây là những cái sản phẩm trong dự án T-Art đây mọi người. Những chiếc áo thun được in rất là nhiều họa tiết như thế này. Và mỗi nội dung đều có ý nghĩa sâu xa nha mọi người. Nào là long lân, quy phụng, hoặc là phong cảnh đất nước, hoặc là lịch sử của Việt Nam đều được thể hiện trên những chiếc áo thun này. Đó là lý do tại sao mà Couple TX đặt tên cho bộ sưu tập là T-Art. Rất là chất luôn, có trắng, có đen nè. Màu đỏ nữa nè. Màu đỏ thì là một cảnh rất là quen thuộc của Sài Gòn, chính là nhà thơ Đức Bà. Bây giờ mình sẽ tạm thời cất cái dòng T-Art ở đây để xem là bao nhiêu bạn nãy giờ trả lời như thế nào rồi. Mọi người đã trả lời xong chưa? Để Vân Anh coi nha. Mọi người ơi, comment đáp án thì nhớ tag giúp Vân Anh nha. Phải tag nha mọi người ơi. Hường Đặng nè, Aquion Trần, Diễm Chi, Thanh Trúc, Chu Ly Đình, Võ Ngọc Trinh nè, Đàn Thị Hương Ly nữa, Nguyễn Văn Nhí, Heo, hello bé Heo. Rất là nhiều bạn đang comment đáp án luôn và hiện tại lượt xem vẫn duy trì là 404 lượt xem. Vân Anh thì muốn là được 500 lượt xem cơ. Mọi người share thật nhiều vào các hội nhóm mà các bạn có thể biết được nè. Mình có thể tag bạn bè vào livestream này để được 500 lượt xem nha. Hôm nay phần thưởng cực kỳ hấp dẫn luôn. Chắc chắn là nhiều hơn và giá trị hơn voucher 300.000 những ngày hôm trước mà Vân Anh đã từng chơi nha. Đâu, quá trời người xem luôn. Bây giờ Vân Anh coi xem là bên Eva E, không biết là mấy bạn đã comment bao nhiêu rồi. Bên Eva E thì lượt xem nhiều hơn nha mọi người. Bên Eva E thì cũng nhiều bạn bắt đầu comment đáp án rồi. Mấy bạn ơi, phải comment rồi tag những cái người bạn của mình vào nha. Bên hội Eva E là mấy bạn thiếu tag nhiều lắm nè. Hello Ngọc Lý, hello Linh Nguyễn, hello Cẩm Nhung Huỳnh. Hôm nay chơi lớn luôn. Live trên hai fanpage, một là Eva E, hai là Couple TX. Cho nên phải dùng hai cái điện thoại này mới giao lưu được hết với tất cả mọi người. Hello Cẩm Nhung Huỳnh, hello Tuấn Nguyễn. Hello Thanh Lan, Tiến Võ, Ngọc Lý, Phương Ngân, Ngân Kim, Võ Ngọc Trinh. Nhiều quá, chào chắc mai không hết luôn, quá trời người luôn. Bây giờ đáp án của chương trình là gì? Xin được chúc mừng cho những bạn nào có đáp án là họa sĩ. Những bạn nào có đáp án là họa sĩ, chúc mừng các bạn đã sở hữu 50% cơ hội mang về giải thưởng của chương trình nha. Vào 12 giờ trưa ngày mai, hoặc là có thể trễ hơn tí, thì trên fanpage của Couple TX sẽ tiến hành công bố những bạn nào có đáp án chính xác. Sớm nhất, thực hiện đủ cú pháp là vừa phải tag nè, vừa phải share vào các hội nhóm của mình thì mới được nhận giải nha. Ngày hôm nay thì không biết là mấy bạn đã theo dõi kết quả của mình là có tên của mình trong cái phần công bố danh sách mini game ngày hôm qua chưa? Nếu như có tên của mình thì comment cho Vân Anh biết nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số nha mọi người.
Phần quay số lần này giải thưởng thì cũng giống như mini game là Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác hồi nãy mà hai bạn mẫu mặc đó sẽ dành cho vị khán giả may mắn trong phần mini game này. Bây giờ chúng ta tiến hành quay số nha. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng chương trình diễn ra, tức là chúng ta chỉ còn lại 5 phần thưởng cuối cùng trong phần quay số này thôi. Cho nên những bạn nào mà đang theo dõi chắc chắn cũng đang rất là chờ đợi, không biết là có tên mình hay không. Bản thân Vân Anh đứng quay số mà cũng hồi hộp không kém chứ bộ. Thôi mình quay nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Chúc mừng bạn Ngân Kim trả lời đúng nha. Hello Cẩm Nhung Huyền, hello Lâm Linh, hello Lan Lê, hello Tiến Võ. Đây, chúc mừng cho vị khách có tên Nguyễn Thúy Nguyệt với mã số là 718796. Số điện thoại đuôi là 2537. Xin được chúc mừng cho chị Nguyệt ạ. Chị Nguyệt sẽ nhận về cho mình là một chiếc áo khoác mà hồi nãy hai bạn mẫu cũng đã mặc nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần mini game câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này thì chắc là lựa quà. Mọi người muốn lấy sản phẩm nào trong xào đồ này đây? Thích cái nào comment cho Vân Anh biết ạ. Áo khoác nào ạ? Để lựa coi cái nào mọi người thích đi nha. Mọi người thích cái nào comment thì Vân Anh mới biết chứ không tặng đại nha. Chúng cái mọi người không thích thì mất công nữa. Ôi bây giờ thích cái màu hồng nè. Màu hồng xinh quá. Đây là chiếc áo khoác chất liệu khác hồi nãy nhiều lắm. Hồi nãy thì vải dù, còn bây giờ là vải đàng hoàng nha. Vải co giãn đàng hoàng. Cái này giống như là kết hợp lai với hoodie nha mọi người. Đây, cái cổ áo mà lên tới tận mặt luôn. Chắc chắn là những bạn nào ở miền Bắc của chúng ta sẽ cực kỳ thích sản phẩm này. Bây giờ mình mở ra để xem bên trong như thế nào. Đây, sờ chất liệu dày dặn lắm nha mọi người. Màu hồng rất là xinh yêu luôn. Có logo đây chống tia UV nữa. Thấy không? Mọi người thấy cái chữ UV không? Đây là sản phẩm áo khoác giúp cho mọi người chống nắng. Đây, màu hồng đã vừa xinh vừa thời trang, còn vừa tác dụng chống nắng. Chất liệu vải cũng dày dặn nha. Bản thân Vân Anh sờ đây là đã cảm thấy cầm rất là nặng tay. Cầm mới có 30 giây thôi mà nặng tay, mỗi tay muốn chết luôn. Giờ mình để lại vị trí cũ. Với sản phẩm này thì có 3 màu nha mọi người. Màu hồng đây, màu xanh min, màu xanh dương đậm. Tổng cộng có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Và cũng có 2 size cho cả nam và nữ đều mặc được. Sản phẩm UV này thì Vân Anh nghĩ là trong cái thời tiết mùa hè nắng nóng như thế này là mọi người đều phải cần đúng không? Áo khoác mua ngoài chợ bình thường thì chỉ có tác dụng che chắn thôi, chứ thật ra là những tia nắng vẫn có thể xuyên qua cái lớp vải của mình. Cho nên để bảo vệ làn da thì chúng ta phải mặc những chiếc áo khoác có chỉ số chống tia UV. Và đây là một trong những xu hướng mà Vân Anh thấy cực kỳ rất là nhiều bạn lựa chọn luôn. Và mọi người đã sẵn sàng đến với thích áo thun tia ạt hả? Áo khoác hồng xinh quá. Mọi người thích áo khoác này không? Mọi người thích áo khoác thì comment áo khoác nha. Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác vừa rồi cho những bạn tham gia mini game trả lời đúng câu hỏi ngay sau đây. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Bạn nào thích nhớ comment cho Vân Anh biết nào. Bạn nào thích áo khoác comment áo khoác hồng giúp Vân Anh đi ạ. Bây giờ là 412 lượt xem rồi. Mọi người có thể share tích cực nhiều hơn được không? Share nhiều hội nhóm vào, được 500 lượt xem thì phần quà tăng hơn nhiều luôn. Chắc chắn luôn, 500 lượt xem là Vân Anh dành tặng phần quà bất ngờ cho mọi người luôn ạ. Comment và share hoặc là nhiệt tình vào. Màu xanh cũng đẹp, nói chung là tùy các bạn lựa chọn. Tại vì áo khoác này có 3 màu lận, màu hồng, màu xanh dương, màu min nữa, cho nên cứ yên tâm. Thôi bây giờ mình coi thử hai bạn mẫu mặc như thế nào đi. Nãy giờ cầm thì chưa có thấy được cái vẻ đẹp của chiếc áo khoác cụ thể như thế nào. Bây giờ chắc là mời hai bạn của chúng ta sẽ quay trở lại. Ủa, nắm tay nhau nữa dễ thương quá. Thôi mình ra đây mình đứng đi. Đấy, hai chiếc áo khoác, một chiếc áo khoác đây, màu đỏ với chất liệu giống như hồi nãy luôn, cũng có khả năng chống tia UV. Còn bạn nam có thể phối chiếc áo khoác là thắt ngay cái phần hông của chúng ta, đó cũng rất là cá tính. Nói chung là ngày hôm nay ngoài xem những cái bộ đồ trang phục áo khoác của cái BOTX đẹp cỡ nào, chúng ta còn học thêm một cách phối đồ nữa. Đó, chúng ta có thể phối với những cái nón rất là thời trang đúng không nè. Đó, những cái nón màu trắng nè, những cái nón họa tiết cùng phối họa tiết giống với chiếc áo thun hoặc là cái ba lô đằng sau, trông rất là hợp thời trang luôn. Đó, thấy cá tính không? Bạn nào mà muốn phối đồ giống như vậy thì có thể chụp lại màn hình này. Mình mang cái bức hình này mình ra tiệm để xem là bây giờ cửa hàng của chúng ta có bán những sản phẩm nào y chang như vậy, thì chúng ta có thể chụp hình lại để mua tất cả những sản phẩm để tạo thành một set đồ thời trang cho bản thân mình nha. Xin được cảm ơn hai bạn mẫu rất là nhiều. Quá đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi nha. Anti-UV là công nghệ của dòng sản phẩm nào? Quá dễ luôn. Đầu tiên là áo khoác, B áo thun,
và C là áo polo. Xin mời mọi người comment đáp án. Comment đáp án nhớ là phải tag ba người bạn, năm người bạn của mình vào nha. Không biết là bên hội nhóm Eva bây giờ là bao nhiêu người xem rồi. Túi xinh quá Lan Phương, túi xinh lắm luôn. Áo thun, áo khoác, nhiều bạn comment là thích áo thun, áo khoác. Có nhiều bạn còn khen cặp đôi hồi nãy dễ thương nữa kìa. Túi xinh quá. À, bây giờ mọi người ơi, mọi người comment đáp án đi nha. À, những chiếc áo khoác này là những cái sản phẩm của Couple TX ra mắt trong dịp hè năm nay. Đó. Như mọi người cũng đã thấy, màu không chỉ xinh đâu mà còn rất là nhiều tác dụng nữa. Mặc thoáng mát lắm, tại vì bên trong nó cũng có một lớp lưới rất là mỏng nhẹ. Như mọi người cũng có thấy cái nón ở đây. Đây, lớp lưới lót ở trong đây nha. Đó. Giúp thấm hút mồ hôi nữa. Quá tuyệt vời, màu hồng đã xinh. Có bạn thì cũng khen màu xanh. Mỗi người thì một sở thích khác nhau thôi. Bạn thích màu nào thì ra Couple TX sẽ có màu đó thôi. Mọi người comment đáp án chưa ạ? Sắp tới là những ngày của Sài Gòn có thể là mưa to lắm nha. Cho nên lát nữa Vân Anh sẽ giới thiệu một dòng sản phẩm áo khoác nữa mà Vân Anh nghĩ rằng là cực kỳ thích hợp trong thời tiết mà cứ ra đường là gặp mưa như thế này, thì sẽ rất là thích hợp cho mọi người luôn. Áo khoác. Em có đủ mẫu áo UV luôn rồi. Trời, tôi biết Trần quả là một fan hâm mộ của Couple TX luôn. Có đủ màu luôn mới chịu. Mọi người tiếp tục comment đáp án và share thật nhiều nha. Hiện tại là 398 lượt xem rồi. Có thể tăng lên 500 lượt xem không? Giúp Vân Anh 500 lượt xem đi, là Vân Anh sẽ tặng một phần quà vô cùng đặc biệt cho mọi người luôn. Anti UV là công nghệ của dòng sản phẩm nào ạ? Áo khoác, áo thun, áo polo. Rất là nhiều bạn comment đáp án rồi đây. Bây giờ công bố đáp án luôn nha. Câu trả lời chính xác của chúng ta đó chính là áo khoác. Đó, xin được chúc mừng cho những bạn nào comment đáp án áo khoác. Áo khoác là câu trả lời chính xác. Và những bạn nào comment áo khoác đã sở hữu 50% cơ hội nhận giải thưởng của chương trình. 12 giờ trưa mai quay lại fanpage để chúng ta đón xem kết quả chính thức nha. Còn bây giờ sẽ đến với phần quay số. Và Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác có khả năng chống tia UV đó dành cho vị khách hàng may mắn đã mua sản phẩm và có mã số đơn hàng của chúng ta. Những bạn nào có comment là không biết là mã số trúng thưởng của chúng ta là gì, các bạn có thể một lần nữa vào trang web của Couple TX, chúng ta nhấn cái số điện thoại của mình vào thì sẽ hiển thị ra mã số dự thưởng của các bạn là gì. Chúng ta có thể theo dõi đơn giản như thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay số nha. 1, 2, 3, quay. Chúc mừng cho vị khách hàng Nguyễn Thị Vân với số mã dự thưởng là 717319, số điện thoại đuôi là 8596. Xin được chúc mừng cho chị Vân đã sở hữu cho mình một chiếc áo khoác chống tia UV cực kỳ đẹp, cực kỳ thời trang luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Mọi người đã sẵn sàng chưa ? Nếu như sẵn sàng thì hãy share livestream này thật nhiều giúp Vân Anh. Comment sẵn sàng để Vân Anh biết rằng là mọi người còn theo dõi với Vân Anh nha. Đáp án A, áo khoác, nhiều bạn chọn đáp án đúng quá nhờ. Lát tặng áo thun tia đi chị. Có nhiều bạn có vẻ thích áo thun nha. Lát nữa nếu như mọi người lượt tương tác cao thì Vân Anh sẽ xin phép tặng cho mọi người chiếc áo thun tia này, với điều kiện phải được 600 view. 600 view mới bắt đầu tặng áo thun tia nha. Không là không tặng đâu, được không? Bây giờ mới có 386, gần 400 được xem thôi, chưa đủ yêu cầu. Bây giờ vẫn tiếp tục tặng những sản phẩm khác. Chị ơi, cho em trúng cái iPhone nha chị. Linh Vũ ơi, làm sao chị cho em trúng được chứ, biết lát nữa mình đợi nha, khúc cuối của chương trình mình mới quay số mình mới biết được, chứ chị không có quyền quyết định. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một dòng áo khoác tiếp theo. Chia sẻ nhiều lên nha mọi người ơi. Đây, những chiếc áo khoác tiếp theo rất là thích hợp trong cái thời tiết mưa gió như thế này, bởi vì chiếc áo khoác này có thể chống nước nha mọi người, với 4 màu khác nhau. Màu đen nè, màu hồng nè, màu xanh, đây còn có màu cam nữa. Quá đẹp luôn. Lát nữa Vân Anh sẽ cho mọi người xem thử là chiếc áo khoác này đẹp cỡ nào nha. Chắc là nhờ hai bạn mẫu của chúng ta ra đây đi để thấy được chiếc áo khoác này đẹp cỡ nào nè. Xin mời hai bạn mẫu. Mặc thử thì chúng ta mới thấy đẹp cỡ nào. Bạn nữ của chúng ta thì mặc chiếc áo khoác màu be, bạn nam thì mặc xanh biển. Đây thì sờ lại nhìn thấy một cái chất vải, mình cứ tưởng là chất vải này là chất vải dù,
Nhưng mà yên tâm, chiếc vải này đã được thiết kế bởi cấp BOTX có khả năng là chống nước. Đây là huy hiệu chống nước nha, chúng ta phải nhìn huy hiệu thì mới biết được sản phẩm này chống nước. Chúng rất là thời trang chứ không phải là quê mùa đâu mọi người. Đó, quá đẹp luôn, chỉ cần phối bên trong với chiếc áo thun nè, với quần jean nè là đã cảm thấy vô cùng đẹp đẽ rồi. Được chưa ạ? Cái túi đằng sau đâu? Đây, cái túi đây. Ừ, túi hai bên. Một điều nữa mà Vân Anh muốn chia sẻ với mọi người á, bởi vì Vân Anh biết rằng là nhiều bạn cướp xe không có đủ chỗ hoặc là chúng ta mang đi du lịch thì bất tiện đúng không? Thì với chiếc áo khoác này chúng ta có thể tháo ra, chúng ta gấp lại và bỏ vào trong cái túi như thế này. Nhỏ gọn như thế này thôi. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đây. Bây giờ các bạn có thể làm thử ha, bắt các bạn làm thử tháo ra rồi bỏ vào trong túi ha, có túi không cho mấy bạn làm thử đi. Chúng ta sẽ chơi trò chơi để coi hai bạn á, ai sẽ là người gấp nhanh nhất để có thể cuộn vào trong cái túi của mình, để xem là cái việc gấp nó có khó khăn hay gì không. Có bao giờ mà bạn thử mặc chiếc áo khoác rồi gấp túi như vậy chưa? Có bao giờ? Như chưa bao giờ. Chưa bao giờ đúng không? Áo khoác nào mà có tính năng như vậy cả. À, còn Hoàng thì sao? Cũng chưa luôn. Chắc chắn là các bạn khán giả cũng phải bất ngờ với Vân Anh. Vân Anh cũng chưa biết hơi tính năng này luôn. À, cứ mang vào đây đi. À, bây giờ sẽ nhìn theo hướng dẫn nha. Rồi bước đầu tiên tháo áo khoác ra trước đã. Sẽ làm theo hướng dẫn của bạn ban tổ chức. Để mọi người nếu như sau này chúng ta có lỡ mua thì chúng ta còn biết cách sử dụng. Lật ra cái túi đằng mặt bên trong đúng không? Mặt bên trong đây có một cái túi bên đây đúng không ạ? Đây, mặt bên trong đây. Đây, mặt bên trong đây. Gấp như thế nào ạ? Luộn vào, lộn vào, lộn vào. Như thế nào ạ? Hay nhờ. À, cứ từ từ mình lộn vào như thế đúng không? À, tính ra là bạn nam làm nhanh hơn rồi kìa. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Được chưa, cố lên nào. Có móc khóa kéo lại. Đó, quá trời nhanh luôn. Hình như là chưa tới 30 giây thôi là các bạn đã thực hiện xong thử thách của mình rồi. Cố lên nè. Xong rồi. Xong rồi. Thôi cái đó về qua kia làm tiếp đi cô gái. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Qua kia đóng gói tiếp đi. Nói chung là rất là đơn giản. Ở nhà hay là đi đâu cũng được. Chúng ta cầm áo khoác ở trên tay nè. Chúng ta làm cái gì cũng bất tiện hết. Thì với chiếc áo khoác này chúng ta có thể cuộn lại chỉ trong vòng chưa tới 30 giây nữa thôi. Chúng ta có thể xách trong tay. Chúng ta bỏ vào trong vali nè. Chúng ta bỏ vào trong ba lô cực kỳ tiện luôn. Nhưng mà tiếc là sản phẩm này chưa có ra mắt ngay bây giờ đâu. Có thể là vào tháng 7 thì chúng tôi sẽ cho ra mắt vào thị trường. Hy vọng là mọi người nhớ ủng hộ sản phẩm này nha. À, và cái sản phẩm này mặc dù chưa cho ra mắt nhưng mà thôi mình tặng luôn đi. Tặng luôn cho mọi người đi. Mọi người muốn chiếc áo khoác này không? Bây giờ ai muốn chiếc áo khoác này thì comment đi, Vân Anh tặng luôn cho mọi người nè. Đó, chiếc áo khoác này giống như bạn nam hồi nãy mặc, lộn vào trong để tạo thành một cái túi xách nho nhỏ rất là xinh. Mọi người ai muốn chiếc áo khoác không? À, có bạn hỏi là em trúng anh áo trắng được không chị? Tặng luôn người mẫu luôn. Không sao, tặng luôn người mẫu. À, chiếc áo khoác này vào tháng 6 ra mắt rồi, tức là chỉ còn vài ngày nữa thôi là chính thức lên kệ, cho nên bây giờ Vân Anh đem tặng luôn cho mọi người nha. Ai thích chiếc áo khoác chống nước này comment đi ạ. Đây, chiếc áo khoác này rất là xinh, mọi người muốn chiếc áo khoác này thì comment giúp Vân Anh đi, để Vân Anh đặt câu hỏi để dành tặng cho mọi người. Ở bên trong còn có lớp lưới nữa nè, đây lớp lưới nữa. Thấm hút mồ hôi, áo dày hai lớp luôn. Ở bên trong là cái túi để mọi người có thể là lộn tất cả những phần còn lại của chiếc áo khoác vào, đóng gói lại vào trong cái ô bên trong của chiếc túi này. Vô cùng xinh xắn luôn, bây giờ mình treo lại nha. Bạn nào thích chiếc áo khoác này thì comment cho Vân Anh đi ạ. Dành tặng hẳn chiếc áo khoác chưa hề ra mắt trên kệ luôn, chỉ duy nhất Vân Anh là người đầu tiên đang được cầm sản phẩm thôi. Câu hỏi dành cho các bạn để sở hữu chiếc áo khoác này như sau. Chữ TX trong couple TX có nghĩa là gì? A là một địa danh, B là một loài hoa, C là tên của một người viết tắt. Đáp án là gì mọi người comment nha. Nhớ là phải comment đủ câu trả lời của mình, chứ không được comment ABC đâu. Comment đáp án cho Vân Anh. Đồng thời phải tag 5 người bạn của mình vào trong livestream này thì mới được tính. Và nhớ là phải share nha. Nếu như chúng tôi kiểm tra kết quả mà thấy bạn không có share, bạn không có tag là không có được quà đâu. Xin mời thời gian trả lời của các bạn bắt đầu. Comment đi ạ. Áo đẹp, ai cũng khen áo đẹp hết. Heo, em mới có áo khoác ninja chưa có áo này. Nhớ là vào tháng 6 là bắt đầu chính thức lên kệ, thì bé Heo có thể tìm tới cửa hàng nha. Nhiều bạn khen anh áo trắng quá, lát nữa bắt anh áo trắng quay trở lại đây nha. Còn quay lại gặp nữa mấy bạn yên tâm đi. Mọi người comment đáp án đi à, để coi bên Eva hiện tại là bao nhiêu người xem rồi đây.
410 người xem, quá trời luôn, quá trời luôn. Hello Vân Nguyễn, hello Nguyễn Văn Nhi, hello Ngọc Lý. Mọi người tiếp tục comment đáp án đi ạ. Được chưa ạ? Hay là mình công bố luôn nha. Đáp án của chương trình đó chính là tên người viết tắt. Xin được chúc mừng cho những bạn nào có đáp án là tên người viết tắt nha. Còn những bạn nào của chúng ta trả lời sai thì có thể ở lại chúng ta đợi câu hỏi tiếp theo. Và những bạn nào trả lời câu hỏi đáp án đúng của chúng ta là tên người viết tắt thì sở hữu cho mình 50% cơ hội mang về giải thưởng của chương trình. Nhớ ngày mai quay trở lại fanpage để chúng ta cập nhật xem là có tên mình trong danh sách trúng thưởng không nha. Còn bây giờ sẽ quay trở lại với phần quay số. Phần quay số này đây, chúng ta sẽ tiến hành quay số để tìm ra vị khách hàng may mắn để sở hữu cho mình chiếc áo khoác chống nước sẽ được ra mắt vào tháng 6 này. Xin mời, bắt đầu. Ôi, hồi hộp quá. Xin được chúc mừng cho vị khách nam Trần Minh Tuấn với mã số dự thưởng là 724038, số điện thoại đuôi là 0976. Xin được chúc mừng cho vị khách Trần Minh Tuấn. Chúc mừng cho bạn Tuấn của chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc áo khoác chống nước mà là dòng sản phẩm mới nhất luôn nha. Trời ơi, anh thích nhất chiếc áo khoác này trong tất cả những sản phẩm áo khoác đang có mặt tại đây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây, sản phẩm tiếp theo dành cho mọi người. Màu da bò, rất là xinh yêu. Đây, rất là dày dặn, cầm rất là nặng tay. Chiếc áo khoác này thì rất là thời trang mọi người. Nhưng mà cái này thì không có nón nha, bởi vì kiểu áo nó như thế, trông rất là thời trang. Có nhiều màu lắm mọi người. Ở đây có màu kem nè, màu đen, rồi màu xanh, cho mọi người coi đủ tất cả các màu. Thôi nhưng mà chắc là nhờ mấy bạn mẫu ra đây mặc đi cho dễ hình dung nha. Xin mời hai bạn mẫu của chúng ta quay trở lại nào. Đấy, đây là màu be đây. Bên kia thì mặc màu đen đúng không? Đó. Hai loại áo khoác thì khác nhau. Bên kia là mặc áo khoác chống nước. Còn bên đây là chiếc áo khoác mà hồi nãy Vân Anh đã giới thiệu cho mọi người. Đó. Nãy giờ là bạn Hoàng là được rất là nhiều bạn hỏi luôn á. Kiểu như là tặng người mẫu được không? Bạn Như cho không thì Vân Anh tặng luôn. Tặng luôn nhá. Nếu như cái này 600 like thì tặng luôn cho mọi người. 600 view luôn. Đây, bây giờ chúng ta xoay một vòng để xem là cụ thể là sản phẩm như thế nào để cho mọi người có thể thấy rõ sản phẩm sắp tới mà các bạn tham gia trò chơi mini game sẽ được tặng nha. Vâng, anh tặng là tặng cái chiếc áo bên trái của bạn Như đang mặc nha. Quá đẹp, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Mình có thể phối bên trong với áo thun nè. Mặc đồ đôi cũng đẹp nữa. Hoặc là chúng ta chẳng cần mặc đồ đôi đâu. Bản thân chúng ta tự thích, tự mua, tự mặc, đâu cần chờ đợi lúc có người yêu mới mua đâu. Đúng không ạ? Rồi, xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và đừng quên chiếc iPhone XS Max của chúng ta vẫn còn đang ngồi tại đây nha. Chưa có bay tới đâu, chưa có bay tới, mọi người cứ bình tĩnh, chúng ta chờ đợi đi, vẫn còn yên tâm, vẫn còn chiếc iPhone XS Max. Bạn nào chúng ta chưa thấy kết quả, tiếp tục nán lại với chương trình, bởi vì lát nữa đây Vân Anh mới tiến hành công bố được. Chúng ta sẽ cùng đến với mini game câu hỏi tiếp theo nha. Đánh giá sản phẩm của chiếc áo khoác nữ là bao nhiêu? Để Vân Anh đọc mã sản phẩm nha. Bây giờ mình đánh giá sản phẩm nào đây nhỉ? Áo khoác chống nước đi. Mình sẽ đánh giá sản phẩm áo khoác nữ chống nước này đi. Có mã là bao nhiêu đây? À, sản phẩm này chưa kịp in mã luôn, tại vì chưa ra mắt ra thị trường nha. Bây giờ mọi người đánh giá sản phẩm này đi. Để Vân Anh xem nào. Coi có mã không? Chưa có luôn. Thế thôi mình chuyển sang sản phẩm khác đi. Sản phẩm này là chưa ra mắt cho thị trường, cho nên cũng chưa có giá chính thức đâu. Mình sẽ đoán giá của sản phẩm này đi. Đây, chiếc áo khoác có mã là OMI10041 kem. À đây, mọi người có thể đoán giá sản phẩm này bao nhiêu, mọi người có thể comment giá. Bạn nào đoán đúng, chính xác và nhanh nhất thì sẽ mang về cho mình chiếc áo khoác này nha. Tặng luôn chiếc áo khoác này cho bạn nào comment đúng và sớm nhất luôn. Áo khoác này xinh quá mà cầm rất là nặng tay, rất là cá tính luôn nha mọi người. Dây kéo của cấp BTX lúc nào cũng kéo rất là nhanh, không có bị vướng víu gì hết. Bên trong đây. Mọi người tiếp tục comment đáp án đi ạ. Bạn nào comment đúng thì Vân Anh tặng luôn chiếc áo khoác cho mọi người nha.
quá trời mẫu đẹp ngày hôm nay luôn, dành tặng cho mọi người. Hôm nay ai mà không xem là tiếc luôn đấy. Đáp án của chương trình đó chính là nhiều bạn comment quá rồi nè. Ai cũng hỏi người mẫu nữ hết trơn á, người ta đang bia cho áo mà cứ hỏi mẫu là như thế nào, trời thiệt tình nè. Mọi người comment đáp án nè, 519, 529, 599. Rất là nhiều đáp án, tiếp tục comment và tag thật nhiều vào. Đừng quên là chiếc iPhone XS Max lát nữa đây thì Vân Anh mới quay tới, cho nên mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi và share thật nhiều vào. Đây, công bố luôn nha mọi người, để lâu quá. Xin được chúc mừng cho những bạn nào đoán giá chính xác của sản phẩm áo khoác nữ là 599.000 đồng. Những bạn nào đoán đúng giá của sản phẩm này thì sở hữu cho mình 50% cơ hội mang về giải thưởng của chương trình nha mọi người. Nhà nhớ nha, 599.000 đồng là đáp án chính xác của chương trình. Và ngày mai thì vào lúc 12 giờ trưa thì Vân Anh sẽ tiến hành công bố ai là người may mắn nè, trả lời đúng nè, trả lời nhanh nhất và còn tag 5 người bạn của mình vào thì mới may mắn nhận được phần thưởng của chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay số để dành tặng phần thưởng cho mọi người, đó chính là một chiếc áo khoác màu be giống như hồi nãy nhé. Để Vân Anh coi lại giá để coi đáp án đúng hay không nha mọi người. Đây, tại vì Combo TX thì có rất là nhiều mã sản phẩm khác nhau, có cả nữ, có cả nam. Ở đây là đang trưng bày là áo nam đây, không biết là áo nữ là bao nhiêu. Đây là áo nữ đây. À, với chiếc áo nữ, hồi nãy Vân Anh đặt câu hỏi là đoán giá cho áo nữ đúng không? Với chiếc áo nữ thì có giá chính xác là 569.000 đồng nha mọi người. Mã của áo nữ sẽ là OMI1004 là 569.000 đồng. Còn áo nam ở đây thì 599.000 đồng, chỉ chênh lệch hơn 30.000 thôi. Áo nữ đây áo nam. Bạn nào trả lời đáp án là 569.000 đồng thì mới là đáp án chính xác nha. Xin lỗi mọi người, 569.000 đồng mới là đáp án chính xác dành cho chiếc áo nữ này. Bây giờ Vân Anh sẽ tiếp tục dành tặng chiếc áo khoác này cho những khách hàng nào đã mua sản phẩm và có mã số dự thưởng. Chúng ta sẽ đến với phần quay số nha mọi người. 1, 2, 3. Bắt đầu. Ôi hồi hộp quá. Ôi lâu thế, lâu thế. Bây giờ là 400 lượt xem rồi này. Để xem bên Eva E bao nhiêu, hơn 400 lượt xem. Chắc là mọi người thấy là máy đang bắt đầu làm bản thân mình cũng hồi hộp theo đúng không? Chúng ta sẽ ráng chờ đợi một tí xíu để coi kết quả của chương trình như thế nào. Thường cái gì mà nó càng về sau nó càng hấp dẫn, nó sẽ càng lâu đúng không? Cho nên thời gian quay số nó cũng phải mất thời gian hơi bị nhiều. Mọi người ráng chờ đợi lát nữa mình quay lại. Vân Anh sẽ giới thiệu cho mọi người thêm một dòng sản phẩm nữa. Đây, chiếc áo khoác của Combo TX này đây, với chất liệu dù rất là nhẹ, hồi nãy cầm cái nào cũng nặng tay hết, nhưng mà với cái áo này thì nhẹ hơn rất là nhiều nha. Nhưng mà đừng khinh thường, nhẹ mỏng là ấy đâu, nó vẫn có khả năng che nắng, chống nắng cho mọi người luôn. Đây, đây, để mở ra cho mọi người xem bên trong nhé. Bên trong thì có vải lưới như thế này đây. À, được một cái đặc biệt nữa là ở ngay cái viền áo của chúng ta đây mọi người còn có khắc chữ nữa. Mọi người có thấy cái hàng chữ này không? Đó, trông rất là phá cách nha, chứ không phải là áo bình thường đâu, áo thời trang đấy. Thôi bây giờ cho hai bạn mẫu của chúng ta quay lại đây đi để coi là hai cái chiếc áo đó như thế nào nha. Hai bạn mẫu quay trở lại. Nào, xin mời Hoàng và Như. Ồ, đẹp quá. Đó, cái áo hồi nãy Vân Anh giới thiệu là trong bộ sưu tập này mà hai bạn đang mặc luôn, mặc đồ đôi luôn mới chịu nha. Xanh biển nè, cô gái thì phối với nón sáng, chàng trai thì phối với nón màu xanh dương, trời trông đáng yêu quá. Áo thun mặc đôi nè nha, áo khoác cũng mặc đôi nữa. Quần thật ra là cũng có đồ đôi đó, mà tại bạn nam chắc không thích mặc váy đâu nhỉ, đúng không? Không có mặc váy đôi được. Mặc quần đôi thì cũng có nè, ở đây là Combo TX có bán quần jean đôi cả nam và cả nữ luôn, rất là đẹp. Cái này chụp hình lên là bao đẹp luôn đúng không? Không biết là Như với Hoàng thích đi chụp hình đôi không? Thích không? Thích đúng không? Có hay đi chơi mà hay mặc đồ đôi không?
tại vì chưa có bồ cho nên là chưa có cơ hội. Ở đây có bô TX không sao, không cần phải là có đồ đôi mới tìm tới đồ có bô TX. Mình độc thân mình tự mua cũng được. Mặc với ai, tính mặc với ai? Nếu mà bạn thân thì mình cũng có thể mặc. Đúng rồi, bạn thân mặc cũng được, hoặc là bố mẹ. Mặc với mẹ con cũng có thể mặc được nè, thậm chí bố con cũng có thể mặc được, cả gia đình cũng có thể mặc được, hoặc là những người độc thân thích thì mặc cũng được chẳng sao. Xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Nên nữa mình sẽ được gặp hai bạn lại trong cái phần quay số chúng XS Max sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để đến với phần quay số để dành tặng chiếc áo khoác cho vị khách nào của chúng ta. Thì xin mời mọi người tiếp tục theo dõi lại màn hình. Được chưa ạ? 1, 2, 3 bắt đầu. Chúc mừng cho vị khách Vũ Hoàng Hải. Số may mắn 722702 và số điện thoại đuôi là 1985. Xin được chúc mừng cho vị khách Vũ Hoàng Hải của chúng ta đã mang về chiếc áo khoác của Couple TX. Ngày mai chúng tôi sẽ liên hệ với bạn Vũ Hoàng Hải để thông báo tin vui này đến cho bạn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi mini game tiếp theo. Phần thưởng đây là một chiếc áo mà hồi nãy hai bạn mẫu của chúng ta mặc. Cái này màu khác, cái này màu xám. Nhưng mà Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác này cho những bạn nào trả lời đúng câu hỏi mini game sau đây. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Đây, câu hỏi tiếp theo như sau. Sự kiện ngày 15 tháng 5 năm 2019 mang ý nghĩa gì với Couple TX? Đây là sự kiện trình diễn bộ sưu tập mới đó mọi người, diễn ra vào ngày 15 tháng 5 trong năm nay luôn, với ý nghĩa gì? Xin mời mọi người comment đáp án ra. Nhớ là comment đầy đủ đáp án của mình, đồng thời là phải tag đủ 5 người bạn của mình vào, share livestream này về tường thì mới được tính là hợp lệ. Sự kiện gì đây ạ? Gợi ý là liên quan đến cái từ này. Là liên quan đến từ này nha. Được chứ ạ? À? Xong câu này, trao tặng phần thưởng cho mini game xong là nhớ chúng ta sẽ đến với phần quay số XS Max nha, cho nên mọi người nhớ chờ đợi và tiếp tục ở lại với Vân Anh. Và lượt view có thể tăng lên được 500 không ạ? À? Hôm nay thứ hai chắc là đầu tuần mọi người đi làm về trễ quá hả? Nếu như tăng lên 500 thì mình quay số chiếc XS Max nha. Mọi người comment đáp án đi ạ. Ngân Kim, Sương Rồng, Tâm Nguyễn, Võ Ngọc Trinh, Phương Hà, Hằng Nguyễn, Thúy Diễm, Hoàng Nam, Linh Nguyễn. Rất là nhiều người comment đáp án. Phước Võ, áo MC mặc đẹp quá. Áo này cũng trong Couple TX luôn đó. Cái này Vân Anh thì phối với... đây là cái nón nè. Rồi áo khoác nè. Hai cái này họa tiết giống như nhau cho nên nhìn nó mới đẹp thế. Sương Rồng, 7 mã dự thưởng mà chưa trúng. Sương Rồng có thể đợi đi, viết đầu tên của mình là trong danh sách trúng XS Max thì sao? Bởi vì chỉ còn một giải thưởng nữa thôi trong phần quay số may mắn lần này nha. Chúng ta công bố luôn nha mọi người. Lâu quá, bây giờ là 8:45 rồi. Chúc mừng cho những bạn nào có đáp án đánh dấu 10 năm thương hiệu. Vâng, những bạn nào comment đáp án đánh dấu 10 năm thương hiệu sẽ là đáp án đúng của chương trình. Đây, chương trình sang iPhone XS Max livestream ngày hôm nay cũng dựa trên dịp kỷ niệm 10 năm này. Và đây là một con số rất là đẹp, kỷ niệm 10 năm thành lập của Couple TX. Và cũng là con số 10 năm mà tất cả những vị khách hàng của Couple TX đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin được chúc mừng cho những vị khách hàng nào trả lời đúng đáp án đánh dấu 10 năm thương hiệu là sở hữu cho mình 50% cơ hội mang về giải thưởng của chương trình. Ngày mai nhớ quay trở lại fanpage để chúng ta theo dõi kết quả xem có tên của mình không nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đến phần quay số. Trúng một chiếc điện thoại iPhone XS Max. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng tôi biết rằng là mọi người đang rất là hào hứng, nhưng mà trước khi đến với chiếc điện thoại iPhone XS Max này thì chúng ta sẽ còn một giải thưởng nữa cho những vị khách hàng quay số của chúng ta để dành tặng chiếc áo khoác màu xanh rêu này cho mọi người nha. Đây, chiếc áo khoác này có giá là 579.000 đồng dành cho nam, chỉ có 579.000 đồng thôi, màu rêu nha mọi người. Vâng, anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác này cho vị khán giả may mắn tiếp theo. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Chúc mừng cho anh Vũ Hoàng Hải. Còn bây giờ ai sẽ là người may mắn đây? Hello, tôi biết Trần nha. Hello Nghiêm Thủy, hello Thúy Diễm, sẵn sàng bắt đầu. Vẫn đang quay. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi kệ, để quay tiếp đi mọi người. Bây giờ mình phải chờ đợi kết quả nó hơi lâu xíu. Mọi người biết sao không, bữa giờ máy nó hoạt động cũng hơi bị nhiều rồi. Quay cũng phải ít nhất là bây giờ cũng phải là quay cả tuần rồi mọi người. Ngày nào cũng phải quay mà quay mấy chục số chứ phải quay ít đâu. Cho nên đến tận bây giờ là bắt đầu nó kéo dài thời gian ra, nó quay nó hơi bị lâu xíu. Mọi người ráng thông cảm. Nãy giờ nhiều bạn cũng comment là thích cái áo tia ạt này quá, nhưng mà nãy giờ lượt xem không có đạt yêu cầu. 600 lượt xem thì mới nhận được cái áo thun tia ạt này. Nãy giờ chưa có ai được 600 lượt xem hết. Mới có 500 lượt xem là cao nhất thôi. Thì 600 thì Vân Anh sẽ bắt đầu dành tặng áo thun này. Hiện tại thì vẫn chưa có. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần quay số để coi vị khán giả tiếp theo nào may mắn sở hữu cho mình chiếc áo khoác vừa rồi nha. Giống như hai bạn mẫu hồi nãy mặc vậy, rất là đẹp. Chúc mừng cho vị khách Nguyễn Thị Ngân, mã số 716470, số điện thoại đuôi là 4689. Xin được chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Ngân đã sở hữu cho mình một chiếc áo khoác nha. Chúc mừng cho chị à. Còn bây giờ không biết là mọi người đã sẵn sàng đến với giải thưởng đặc biệt chương trình ngày hôm nay chưa ạ? Đây, chiếc iPhone XS Max này sẽ thuộc về ai đây ạ? Ai muốn chiếc iPhone XS Max này, comment iPhone giúp Vân Anh. Ôi, bản thân Vân Anh cũng mua rất là nhiều, cũng không biết là có trúng tên mình hay không, chờ đợi cũng từ những ngày đầu của chương trình luôn. Nhưng mà còn nhiều bạn mua nhiều hơn Vân Anh nữa, có bạn còn bảo là mua cả 10 triệu luôn mà chưa có trúng. Thì hy vọng là ngày hôm nay cơ hội may mắn đó sẽ mỉm cười đến với các bạn nha. Chỉ có duy nhất một chiếc iPhone XS Max quay số ngày hôm nay thôi, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Chắc là với giải thưởng này không quay nữa, bữa giờ Vân Anh quay chán rồi, chắc là mời bạn Như đi nha. Như ở đây quay giúp Vân Anh nè. Rồi, xin chào Như. Như biết cách quay rồi đúng không? Nhấn vào nút quay là nó sẽ quay, rồi máy sẽ chọn ngẫu nhiên. Vân Anh sẽ đếm 1, 2, 3, thì khi nào đếm xong thì Như mới quay nha. Ngày hôm nay rất là vui khi mà thường là Vân Anh đứng nói có một mình nè. Bây giờ có người mẫu đứng kế bên là nó xin động hẳn và còn là người giúp Vân Anh quay số nữa. Cho nên mọi người sẽ không đổ thừa Vân Anh là do Vân Anh quay như thế nào đó, không chúc mọi người. Bây giờ có thể đổ thừa quay cho Như, tại Như quay nên mới như vậy. Bây giờ 383 lượt xem. iPhone XS Max, nhiều người muốn iPhone quá. Bây giờ lên 400 lượt xem đi rồi mình quay nha. Hiện tại đã được 380 lượt xem rồi. Thêm 20 lượt xem nữa thôi. Bây giờ bắt đầu share tiếp đi mọi người, share nha. Vân Anh share tiếp nè. Share lên hội nhóm của mình vào, share thật nhiều vào để có thể nhiều người xem. Có bao nhiêu hội nhóm là share hết luôn. Đấy, share nào. Được 400 lượt view thì mới bắt đầu share, mới bắt đầu là quay số nha mọi người. Share. Trời, xem mà biết muốn bị lóc không mấy cái nhóm đó luôn á. Bây giờ đã được 361 lượt xem rồi nè. Lên 400 lượt xem đi. Lên 400 lượt xem thì Vân Anh và Như sẽ tiến hành quay số chiếc iPhone XS Max này nha. Và đây là hàng chính hãng nha, chứ không phải là hàng xách tay đâu. Có bao giờ Như trải nghiệm cảm giác quay số chưa? Như luôn, cái hôm nay nhiều cái đầu tiên của Như quá đúng không? Nào là đầu tiên được mặc chiếc áo khoác mà có thể biến hóa thành một chiếc túi nhỏ nè. Rồi lần thứ hai trong đời được quay số. Và lần đầu tiên của Như là được gặp Vân Anh nữa. Ngày hôm nay rất là nhiều cái đầu tiên. Hy vọng là lượt view của chúng ta có thể 400 rồi, vừa mới bảo xong bây giờ lên được 400 lượt xem rồi. Quá đã luôn, bây giờ 400 lượt xem mọi người đã sẵn sàng quay số chưa? Thanh niên nói là làm, Vân Anh nói là khi được 400 lượt xem thì Vân Anh mới quay. Bây giờ mấy bạn đã share để mang về 400 lượt xem rồi thì Vân Anh sẽ tiến hành quay số cho mọi người nha. Sẵn sàng chưa Như? Sẵn sàng. Đếm 1, 2, 3, bắt đầu. Đếm nào, hồi hộp nào, hồi hộp quá, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Đây, bây giờ để lại phân nửa này thôi. Zoom vào kết quả giúp em ạ. Hiện tại số đơn may mắn sẽ là 721725. Có họ là họ Nguyễn, tên lót là Thị. Không biết là Như họ gì nhỉ? Như họ Trần. Như họ Trần đúng không? Họ Nguyễn thì rất là phổ biến. Chỗ che tới đây chắc nhiều bạn ức chế lắm, tại vì rất là nhiều bạn họ là họ Nguyễn, họ Thị đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của chương trình, đó chính là Nguyễn Thị Hồng Diễm với số
Điện thoại đuôi là 8172. Xin được chúc mừng cho chị Diễm à. Vâng, anh vẫn chưa biết chị Diễm là ai, nhưng mà cũng rất là muốn gặp gỡ với chị để xem vị khách của chúng ta như thế nào mà lại may mắn sở hữu chiếc điện thoại iPhone XS Max này đây. Chiếc điện thoại vô cùng giá trị đã thuộc về vị khách Nguyễn Thị Hồng Diễm. Nếu như có dịp thì Vân Anh cũng rất muốn giao lưu, không biết là chị mua hóa đơn bao nhiêu mà lại có cơ hội may mắn sở hữu cho mình chiếc điện thoại iPhone XS Max này. Và bây giờ chắc là ekip đang gọi điện trực tiếp cho chị luôn đi, để mình giao lưu. Hy vọng là chị vẫn còn thức để còn theo dõi, để chúng tôi có cơ hội giao lưu với vị khách trúng giải này, để được giao lưu với bạn Như rất là xinh đẹp nữa. Chắc là mời luôn bạn Hoàng đi nhờ. Trời, đứng Hoàng nãy giờ lẻ loi quá, kìa, ra đây đứng chơi với mọi người đi. Đứng nhìn hai bạn thôi cũng bắt mắt rồi. Không cần gì hết, đây một đồ đôi. Đơn giản, không cần áo khoác gì cả, chỉ cần áo thun của Couple TX nè. Đây là bộ sưu tập Take My Hand nha. Phối chung với nón cũng trong bộ sưu tập Take My Hand thôi. Đó, mà nhìn là bắt đầu thấy cái sự cá tính của hai người rồi, mà phối lại rất là đẹp luôn. Bây giờ thì bộ phận ban tổ chức đang cố gắng liên hệ để thông báo chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Hồng Diễm. Thường á, mà ai thông báo như chúng dạy thì Như cảm giác đầu tiên là như thế nào? Cảm ơn. Cảm ơn hả? Còn Hoàng như thế nào? Hoàng cũng cảm ơn. Hoàng cũng ơn. Còn Vân Anh là đầu tiên, trời, chắc lừa đảo. Thật, Vân Anh nhiều khi ai gọi chúng dạy là nghĩ là chắc là lừa đảo, không tin được. Phải nói tới lần thứ hai, thứ ba thì Vân Anh mới bắt đầu tin. Không biết là liên hệ được cho anh nhỉ, cho em mượn điện thoại đi. Đây, để Vân Anh chạy ra lấy điện thoại nào. Đây, video call nè hay là chỉ gọi thôi nha. Mọi người, số điện thoại của chị Diễm nè. Alo, em chào chị Diễm ạ. Dạ. Chị Diễm ơi, bên em có thông báo chị Diễm là may mắn trúng được chiếc điện thoại iPhone XS Max chưa? Dạ rồi. Cái này là chị mua hóa đơn bao nhiêu của Couple TX mà mình may mắn trúng giải vậy chị? 1.60.000 mà trúng được giải luôn. Nhiều người chia sẻ với em là mua 10 triệu mà mới trúng được chiếc áo khoác thôi. Nói chung là chị Diễm phải may mắn lắm. Cảm giác của chị bây giờ như thế nào? Dạ, rất là vui chị. Rất là vui nha. Bây giờ fanpage của em là sẽ tiến hành liên hệ với chị để xem địa chỉ nhà chị ở đâu để mình trao giải. Không biết là nhà chị ở đâu à? Dạ, ở Long An. Ở Long An. Có Couple TX có ở Long An luôn đúng không chị? Dạ không, em mua lúc đó em Ion Mall Bình Tân đấy, lặn lội đi mua từ Long An đi qua Ion Mall Bình Tân để mua đồ. Mua 1.6 là trúng được iPhone XS Max luôn. Xin được chúc mừng cho chị Diễm ở Long An à. Cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon. Dạ, cảm ơn. Vâng, đây rồi, cho em gửi điện thoại này lại nha. Rất là may mắn luôn mọi người. Vừa rồi là Vân Anh đã gọi điện để chúc mừng cho chị Diễm, và chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho vị khách may mắn một lần nữa nào. Yeah. Vâng, vậy là số cuối cùng, số đặc biệt nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Couple TX trúng iPhone XS Max đến đây xin được khép lại. Xin mời hai bạn mẫu qua đây đứng cho đẹp đồ hình nè. Và ngày hôm nay cũng rất là tiếc, bởi vì là ngày cuối cùng được gặp gỡ, được giao lưu với tất cả mọi người rồi. Bởi vì có thể nói Vân Anh là người đồng hành với các bạn trong những ngày gần đây, đến mức mà Vân Anh nhớ hết những cái bạn nào mà thường xuyên nè xem livestream nè, thường xuyên theo dõi Couple TX, trả lời rất là tích cực luôn. Những bạn nào chưa có nhận quà thì cũng đừng có buồn, bởi vì nếu như các bạn vẫn muốn là chương trình livestream tiếp tục á, thì những ngày sau Vân Anh sẽ đề nghị với Couple TX có thể mở thêm thật nhiều livestream nữa, dành tặng nhiều phần quà hơn nữa cho tất cả các bạn. Dành cho những ai chưa có quà, chúng ta cũng đừng có buồn nha. Còn bây giờ thì thay mặt cho Couple TX nào, Quỳnh Như nè, Hoàng và Vân Anh xin được cảm ơn và chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Cảm ơn và hẹn gặp lại nha.